là các anh chị để dấu sắc vô. Okay, insomnia. Những cái, we start on the second one. I mean the second syllable, right? Yeah, là để dấu sắc vô. Okay, and next one. Yeah, rheumatism. Rheumatism. Tism. Rheumatism. Những cái dần đầu. Okay. Rheumatism. Thấp khớp. Thấp khớp. Sinus. Sinus. Những dần đầu luôn. Nhấn dần có nghĩa là mình để dấu sắc vô là các anh chị sẽ đọc được. Ulcer. Ulcer. Stress on the first one. Mum. Mum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, 5, 5 bệnh. Ok, đọc lại một lần nữa chậm rãi nha. Pneumonia. Pneumonia. Pneumonia cũng được hay là pneumonia cũng được. Ok. Measles. Measles. Mình chào Nala in the bright lens. Mới giờ anh các anh chị mới vào nha. Blister inflammation. Thì mình cố tình stress cái chỗ nào thì các anh chị nhớ để dấu sắc vô chỗ đó. Inflammation. Okay. Abscess. Nhấn dần đầu. Abscess. Okay. And next one sẽ là appendicitis. Appendicitis. Nhấn cái chỗ sinus. Okay. Appendicitis. And đọc ở trong cái text, ở ngay cái text area đó. Thanh nhận. Các anh chị sẽ post lên cho mình đọc. Okay. Yeah, right there. Appendicitis. Insomnia. Okay. Oh no, không phải nói là cái phần tập đọc đó, it's not too formal. Okay, cái phần tập đọc mình nên đọc, tập đọc từng chữ. Thì mình không muốn các anh chị đọc nhanh. Okay, tại vì mình phải đọc rõ ràng từng chữ. Cái phần này giống như là cái phần tập Nala hiểu không? Hiểu tụi mình nói không? Hả? Not too formal, okay? Mình phải đọc cho nó đúng, okay? About text. I don't understand what you mean. I mean, don't talk to me too. Oh. I still understand what you mean. Okay, tiếp tục nha. Tới bệnh gì? Bệnh mất ngủ. Insomnia, right? Insomnia. Rheumatism. Đợi tí mình chút xíu để trả lời. Ok, tiếp tục please. Nala là Hà Nội hả? Nala là Hà Nội hả? Hả? Right? You should help me, okay? Don't just sit there and comment something, okay? I mean comment something, okay? Okay, anyway, welcome to not my class, okay? Welcome to okay, tiếp tục nha các anh chị. Not intend to disturb, huh? It's okay. Tới đâu rồi ta? Các anh chị post it. Dạ, cảm ơn Gà Mờ. Ok, tới bệnh mất ngủ rồi phải không? Rồi giờ tới đi khớp, thấp khớp. Ok, rheumatism. Rheumatism, cái này mình sẽ nhấn dần đầu nha. Stress on the first one, ok. Rheumatism. Rheumatism. Tism. Cái chữ S đó mình đọc thành chữ Z nha các anh chị. Rheumatism. Và tới bệnh gì nữa? Sinus. Ulcer.
O sửa nhấn dừng đầu. Mum, mum, mum. Đấy. Rồi. Bây giờ các anh chị gọi vô đi. Đọc lần nữa hả? Ok, đọc lần nữa đèn. Mấy cái bệnh này mình hơi khó đọc phải không? Thí dụ mà các anh chị đọc không được á, mà khi mà mình đọc được rồi, các anh chị phải đọc liền tại chỗ 10 lần, 20 lần. Ok. Thí dụ như pneumonia, 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 pneumonia. Mình nhấn dừng thứ hai thì tới lần thứ 11 mình không có thể đọc là pneumonia. Phải không? Đồng ý không các anh chị? Tại cái miệng mình nó có cái khuynh hướng lặp đi lặp lại. Thành ra mình lặp, mình đọc nhiều lần thì đến chừng mà lần thứ 21 đi, lần thứ 11 đi, mình không cần suy nghĩ, tự nhiên cái miệng mình nó repeat, nó lặp lại cho mình mà không cần suy nghĩ. Ok, cái hay là cái chỗ đó đó. Pneumonia, measles, measles. Cái chữ S này đọc thành chữ các anh chị, appendicitis hay là appendicitis cũng được, các anh chị muốn đọc chữ T cũng được, âm T cũng được hay là âm D cũng được. Ok, and then what, insomnia, insomnia, nhấn dần thứ hai nha, insomnia. Rheumatism, rheumatism, nhấn dần đầu. Ulcer, ulcer. Chicken pox. Oh no no no. Yeah, you missed the chicken pox, huh? Let's see. Oh, không có chicken pox. Chicken pox là ở phía sau, đúng rồi. Ở trong bài của Timmy nó nằm ở phía sau, tại Timmy chấm up. Ok, tới ulcer rồi, tới mum. Ok, mum. Ok, blister, bệnh viêm phổi không? Phải không? Bệnh viêm phổi không? Mum, chicken pox trái rạ. Hôm qua có người gửi cho Tiểu My vài cái bệnh, Tiểu My add vô mà không biết là Tiểu My add vô cái phần nào. Hình như là bệnh viêm phải không? Inflammation. À, let's see. Là bệnh viêm á, bệnh viêm phổi thì phải. Let me check then. Let's see. Bên này this one, qua cái phần bên này nè. The hair prep. Okay, some article. Hình như là bệnh viêm á. Coi blister là gì. Tại cái người đó gửi cho Tiểu My mà không có nói là bệnh gì á, Tiểu My phải lật thực điển. Swelling of the skin that contain watery fluid. Yeah, hình như là bệnh burning and irritation. Swelling or on the gland. Cái bệnh viêm phổi phải không? Nghĩa là trong phổi mình nó có nước đó phải không? Phải không? Hả? Hay vì virus như trái rạ. I don't know, but let me check it over later, okay? Tạm thời mình chỉ biết như vậy đi, rồi Tiểu My sẽ lật từ điển sau, okay? Đây Tiểu My đề viêm mà chắc là Tiểu My miss.
bị nhiễm trùng. Let's see, what the definition nó nói gì nè, để cho mình đọc cho các anh chị nha. Nó nói có nước ở trong phổi á. Okay, this page not available. Then let me open the other one. Okay, blister. Let me check. Okay, a local swelling of the skin that contain watery fluid and is caused by burning or irritation. Nghĩa là gì? Nghĩa là bị viêm. A similar swelling on the gland. Okay, let's see. Bị dợp hả? Bị phỏng hả? Yeah, bị dợp phải không? Yeah, viêm phổi. I don't know. Giống như là bị viêm, nghĩa là khi mà các anh chị bị phỏng đó, cái sao nó nổi lên một cục đó. À, mà cái cục đó nó có nước ở trong đó, đó phải không? Các chị hiểu rồi phải không? Phải không? Yeah. Không phải bệnh đậu mùa. Rồi, đó đại khái như vậy đó. Inflammation. Let me check coi. Inflammation. Tự nhiên cái từ điển này kỳ thì thôi đấy. Inflammation. Okay, look up. Không kiếm được. Thôi mất giờ quá đi. Mình go on nha các anh chị. Rồi bây giờ các anh chị gọi vô cho Tiểu My đi. Let me open the Skype first. Okay. Rồi được rồi. Okay, can you go ahead? My nickname is Skype is Tumi 7. You can see it on the banner. Lặp lại lần nữa hả? Okay, I need at least three people, okay? Hello, cô Tiểu Mi. Cảm ơn chờ mày. Yeah, could you read this please? Cái viêm phổi là mình có rồi ở trên đó, pneumonia, right? Ok, Lê Trang, đọc đi, please. Vâng ạ. Pneumonia. No, cái này mình đọc là pneumonia. Nhưng mà mình bấm hai cái môi lại khi mà mình đọc chữ no, ok? No, pneumonia. Pneumonia. Yeah, pneumonia.
three syllable, đọc ba âm luôn nha. Pneumonia. Yeah, pneumonia. Measles. No. Measles. Các chị mà muốn đọc chữ Z được á. Measles. That's right. Thì mình sẽ đọc chữ zoo. Okay? Zoo, zo. Zoo, zo. Measles. Yeah. Measles. That's right. Inflammation. Yeah, inflammation. Nhiều khi mình đọc chạy chạy chứ mình không có đọc rõ là inflammation. Okay, inflammation. Blister, inflammation. That's right. Go on, please. Abscess. Abscess. Yeah, abscess. Chứ không phải abscess nha. Abscess. Abscess. Chứ không phải abscess. Abscess. Yeah. Abscess. Yeah, abscess. Appendicitis. Appendicitis. Right. Appendicitis. Actually, mình không có đọc rõ chữ append nha. Append. Okay. Pen. Nó giữa chữ app rồi với chữ chữ use appendicitis. Để cho mình phiên âm ra thì nó dễ đọc hơn. Okay. Insomnia. Yeah, insomnia. Insomnia. Cái appendicitis phiên âm nó như gì nè? Appendicitis. Appendicitis. That's right. Okay. Go on, please. Okay. Feel I'm too insomnia, don't you? Appendicitis. Insomnia. Right. Insomnia. Feel I'm not here. Insomnia. Hay là insomnia cũng được. Okay. Rheumatism. Nhấn nhân đầu nha. Rheumatism. Cái này phiên âm ra luôn. Dạ, yeah, nhiều phiên âm ra dễ đọc hơn phải không các anh chị? Dạ, đúng rồi. Okay, wait a minute. Rheumatism. Nhấn nhân đầu. Rheumatism. Rheumatism. That's right. Rheumatism. Rheumatism. Right. Kế đó thì dễ đọc rồi. Sinus. No. Sinus. Sinus. Chứ không phải sinus nha, sinus. Cô chữ này không áp dụng quy tắc mà có nguyên âm đứng giữa hay phụ âm. Sign any cái nếu mà nó đứng riêng một mình á là tội lỗi đó thì mình đọc là sin, right? Nhưng mà nó đứng ở trong một cái câu thì mình không có đọc là sin nữa mà mình đọc là sinus. Okay, let me sinus chứ không phải sinus. Nó bởi vì nếu mà áp dụng luật thì nó không đúng, thấy không? Thành ra với chữ mi đó mình đọc cái chữ nào đó, mình đọc cho chết cái chữ đó thì đến nếu mà mình áp dụng luật á thì mình sẽ bị confused. Phải không? Vâng, vậy là chữ này không theo luật hả cô? Tiểu My đâu có rành luật đó hỏi. Mà hỏi Tiểu My, Tiểu My chỉ biết cái chữ này Tiểu My đọc là sinus. Còn cái luật thì sao Tiểu My đâu biết luật đâu. Hỏi luật là tiêu rồi, hỏi cô hạt cát đó rồi. Sinus.
listen to this one. Nghe không? Nghe không? Nghe. Nghe không? Có nghe. Yeah, sinus. Okay. Tiểu My không biết áp dụng luật đâu. Đọc chữ nào là Tiểu My đọc, học cái chữ đó, đọc 50 lần, 100 lần là tự nhiên lần sau Tiểu My đọc lại cái chữ đó nó ngay chốc ngày đó. Tiểu My biết cái này đó là tội, mình đọc là sin. Sin. Còn cái sinus thì mình đọc là sinus. Nó phát âm như gì nè? Chữ kế cô nhỉ? Đọc chữ kế cô nhỉ? Yeah, đọc chữ kế. Nó phát âm như gì nè? Sinus. Cái chữ S mình đọc là chữ X của tiếng Việt. Ok. Sinus. Sinus. Yeah, sinus. Rồi tiếp tục. Answer. Không phải answer mà ulcer. Ulcer. Yeah, ulcer. Sorry, can't you? Mum. Yeah, bấm miệng là mum. Mum. Yeah, mums. Okay, mums. Mum. Okay, could you repeat one more time, please? I mean, the whole thing start over. Em bảo tiếp ạ. Yeah, đọc trở lại một lần nữa nha, please. Pneumonia. Không phải pneumonia, không, pneumonia. Mình có ba âm luôn. Okay. Pneumonia. Pneumonia. Không có nghĩa cái âm đầu. Pneumonia. Yeah, that's right. Pneumonia. Pneumonia. Measles. No. Measles. Measles. Right, là bệnh sởi đó chứ không phải sỏi nha, bệnh sởi á. Measles. Measles. Blister. Inflammation. Inflammation. Đừng có đọc rõ inflammation nha, inflammation. Blister, inflammation. Không phải là infla nha. Nếu mà đọc đúng là inflam á, nhưng mà này mình đọc chảy thôi, inflammation. 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 Yeah, inflammation. Cái này đọc là em phải không? I am. Em. Inflammation. Inflammation. Yeah, inflam. Giống như inflammation vậy đó. Okay. Tại chữ em mà. Em, lam. Right. Inflammation. Inflammation. Không phải la. La là không có chữ em. Phải có cái âm em nữa. Inflammation. Inflammation, right. Blister, inflammation. Yeah, blister. Go on. Blister. Yeah. Inflammation. Inflammation. Không phải inflammation. 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 Right, almost. Go on, please. Blister, inflammation. Straight on the first one, please. Upset. Yeah, upset. Upset. You phải upset. Upset là you straight on the second one. You straight on the first one. Upset. Upset. Yeah, straight có nghĩa để dấu sắc vô. Upset. That's right. Appendicitis. Very good. Appendicitis. That's right. Next one. Appendicitis. Insomnia. Good. Insomnia. Hay là insomnia. Insomnia. Cũng được. Insomnia. Hay là insomnia. Cũng được. Okay. Abscess. Cái âm S với sao đó? Abscess.
mình phải sao anyway? Có s ở đuôi ạ. Yeah, có s á, abscess. Appendicitis. Very good. Append. Đừng có đọc rõ là append nha. Append, append. Nó phát âm chữ này nè. Okay. Appendicitis. 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 Yeah, appendicitis. Nó đọc chạy chạy thôi, đừng có đọc rõ quá. Appendicitis cũng phải vậy nha. Appendicitis. Insomnia. Good. Rheumatism. No, nhấn dần đầu. Rheumatism. Cô em bị ra ngoài kìa. Bị ra ngoài. But we still hear you. Vẫn còn nghe mà, vẫn còn nghe nói mà. Okay, see gone. Các anh chị thấy thường thường á, nhấn âm cho một cái multisyllable đó, thường thường nếu mình nhấn âm thứ hai thì mình sẽ nhấn âm thứ tư, còn nếu mà mình nhấn âm thứ nhất thì mình sẽ nhấn âm thứ ba. Rheumatism, rheumatism, thì thấy không? Hay là appendicitis, appendicitis, nhấn âm thứ hai thì nhấn âm thứ tư, nhấn âm thứ nhất thì nhấn âm thứ ba. Đó là cái multisyllable, có nghĩa là một cái chữ mà nó có nhiều âm đó. Đây là gần giống như là cái luật, cái trick á, mình để ý như vậy thì mình đọc nó dễ hơn. Okay, where are you? Cái gì văng ra ngoài rồi hả? Okay, bây giờ tới Taku. Yes, I'm here. Okay, could you read this please? Pneumonia. Good. Measle. Yeah, measle. Nhưng phải measle. Yeah, measle. Measle. Không phải measle nha. Measle là nó có chữ R ở phía sau. Này nó không có chữ R, thành ra mình đọc là measle. Measle. I still hear you sound measle. 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 That's right, measle. Okay. Measle. Yeah. Upset. You miss one. I mean, you skip one. Blister, inflammation. Yeah, inflammation. 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 That's right. Yeah. Blister, inflammation. Upset. Gotten appendicitis. Yeah, appendicitis. Appendicitis. Có phiên âm, có phiên âm ở trong cái thick area đó. Appendicitis. Appendicitis. Uh-huh. Appendicitis. Insomnia. Good. Rheumatism. 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 Yeah, rheum. Nhấn lên, nhấn giọng rheum, right? Rheumatism. Rheumatism. Uh-huh, tism, right? Rheumatism. Sinus. Good. Ulcer. Good. Mumps. Right, mumps. 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 Có S, cái này bắt buộc phải có S nha, mumps. Mumps. Okay, could you start over, please? Yeah. Pneumonia. Pneumonia. Measle. Blister, inflammation. Inflammation, không phải inla nha, không phải la. Nó có âm em phía sau nữa mà. Inflammation. Let me
of process. Inflammation chứ không phải inflammation. Đây là cách phát âm của từ điển Mỹ nha các anh chị. Inflammation. Đâu phải inflammation đâu, inflammation. Right? Inflammation. Yeah, inflammation. Blister inflammation. Upset. Appendicitis. Yeah, appendicitis. Appendicitis. Nhấn cái âm thứ hai luôn. Appendicitis. Appendicitis. Right. Insomnia. Insomnia. No, that's right. Rheumatism. Good. Rheumatism. Sinus. No, sinus. Sinus. Yeah, nhấn dần thứ hai rồi. Nhấn dần đầu mà sinus. Sinus. Ulcer. That's right. Mumps. Right. Could you start one more, could you repeat one more time, please? Could you repeat it, the whole thing, one more time? Yes. Pneumonia. Measles. Blister inflammation. Upset. Appendicitis. Very good. Insomnia. 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 Rheumatism. Very good. Sinus. Ulcer. Mumps. Very good. You do very good job, and thank you very much. Okay, you're very welcome. Okay, next one and last one will be Angry Tiger. Angry Tiger. Yeah, could you read this, please? Measles, blister, inflammation. Rheumatism. Đọc lại nhiều lần đi. Rheumatism. Đọc như vậy đó. Rheumatism. Sinus. Ulcer. Yeah, ulcer. Chứ không phải ulcer nha. Ulcer. Ulcer. Mumps. Mumps. Bấm chặt hai môi lại. Mumps. Mumps. Okay. Mumps. Right. Now, start over one more time, please. Pneumonia. Chứ phải pneumonia nhé. Pneumonia. Measles. Yeah, measles. Blister. Inflammation. An abscess, appendicitis, insomnia. Một là mình đọc là insomnia, hai là mình đọc insomnia. 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 Rheumatism. Sinus. Ulcer. Mumps. Yeah. Okay, last time. Start over. Pneumonia. Measles. Blister. Inflammation. Abscess. Appendicitis. Appendicitis. Insomnia. Rheumatism.
sinus, also mumps. Okay, that's good enough. And thank you very much. Thank you. Okay, đủ rồi nha các anh chị. Giờ mình move on to next one. To the next. Okay, rheumatism, sinus, mom. Okay, now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tí mình nhờ gà mơ một lần nữa nha. Where is gà mơ? Đừng chạy mất tiêu nha. Gà mơ phải ở lại đây với tí mình nha. Còn sớm. Okay. Mumps, right? Mumps. Okay, Gamma, could you post the news one for me, please? Very good. Sao nãy ấy không được, bữa giờ lẻ vậy? Okay, đi giờ đọc nha. Đầu chicken box chicken, các anh chị biết rồi, box là bệnh trái rã phải không? Tuberculosis nhấn dần thứ tuberculosis. Kilosis. Phải không ta? Let me double check coi. Tuberculosis. Anh chị đợi chị mi tí xíu nha, để chị mi double check cái này coi. Phải nhấn cái chữ close không? Kilosis. Where the dictionary? Sorry, Kenchi. Tuberculosis. Yeah, that's right. Tuberculosis. Đúng rồi. Tuberculosis. Anh chị nhấn dần thứ hai thì nhấn dần thứ tư. Phải không nào? Okay, next one. Đóng cái từ điển này lại. Bệnh trái rã đó. Còn bệnh thủy đậu là gì chứ mình không biết. Okay, next one. Cerebrovascular. Cái này, cái bệnh này hôm qua ai gửi cho chị mình đó. Cerebrovascular. Nhấn dần thứ hai, nhấn dần thứ tư. Cerebrovascular. Dĩ nhiên là accident. Cái bệnh này đó là gọi là bệnh nói tiếp tắt là CVA. Okay, CVA. Chị mình biết nó viết tắt là CVA. Gọi là bệnh gì đó? Bệnh tai biến mạch máu gì đó, não phải không? Nó viết tắt là CVA. C là seri, V là provascular, and A là accident. Okay? Accident, right? Seri. Okay? Xin chào Thùy Vương và các anh chị mới vào. Cerebrovascular. Bệnh này hình như bên Việt Nam bị nhiều lắm phải không các anh chị? Thành ra các anh chị quen với bệnh này lắm, phải không? Trái rã là giống như là chicken pox, là cái mình nó nổi một tùm lum hết trơn á, là bệnh trái rã đó. Và cái bệnh này đó, nếu mà không có chữa trị đúng thì nó thành rỗ á, trên mặt nó thành rỗ, phải không các anh chị? Phải không? Phải không nè?
ở bên Mỹ này không bao giờ bị cái bệnh đó, mà bên Việt Nam thì bị rất là nhiều, rất là nhiều. Tại sao bên Mỹ này không bị các anh chị? Tại vì từ nhỏ khi mà mình mới sanh ra đó, cứ 3 tháng, rồi 6 tháng, rồi 1 năm, rồi 2 năm bắt buộc phải chích ngừa mấy cái bệnh đó, như bệnh phong đòn gánh, bệnh trái, bệnh có nhiều cái bệnh mà bên Việt Nam bị mà bên này không bị, tại con nít bên này nó đã được chích ngừa trước rồi, mà nó có bị đi nữa nó cũng có bị nặng như bên Việt Nam mà đến nỗi rổ mặt luôn á. Em mới không biết tại sao. Ok rồi, tiếp tục nha các anh chị. So cái này sẽ đọc là cerebrovascular. Mình nhấn dẫn thứ hai thì mình phải nhấn dẫn thứ tư. Ok. Tiếp tục là typhoid là bệnh thương hàn. Hemorrhoid nhấn dần đầu. Các anh chị nhớ nha, tiếng mình nói nhấn dần là các anh chị bỏ dấu sắc vô chỗ đó. Hemorrhoid là bệnh trĩ. Tiếp tục là hypertension. Nhấn dần nhất, nhấn dần ba. Các anh chị thấy rõ ràng không? Hypertension là bệnh bệnh huyết áp thấp. Hypertension dần thứ nhất, dần thứ ba. Dental caries bệnh sâu răng. Travel sick, cái người gửi cho Tiểu My là đây là travel sick. Thật sự cái travel sick đó là tỉnh từ. Đúng là phải nói là travel sickness. Là mình bị đi xe, mình bị chóng mặt hay là đi máy bay, không phải xe không nha các anh chị. Nghĩa là mình đi du lịch, thí dụ mình đi tàu, đi máy bay, đi xe, mình ưa bị chóng mặt. Nhiều khi mình bị nôn mửa nữa đó. Này gọi là travel sickness. Okay. Physician. Chữ S mình đọc thành chữ Z. Physician. Nhấn cái dần thứ hai. Okay. À, dĩ nhiên doctor, các anh chị biết rồi. Doctor chứ không phải là doctor nha các anh chị. Doctor. Ok, một lần nữa nha. Chicken box. Box. Cái chữ P đó các anh chị bấm chặt miệng lại. Mình đọc chữ chạy chạy ra, tiếng Mỹ đừng có đọc rõ là box nha, không phải chicken box mà là chicken box. Ok, đọc chạy ra box. Cảm ơn Nyla. And next one sorry các anh chị. Sorry. Tuberculosis. Nhấn dần thứ hai, nhấn dần thứ tư. Tuberculosis. Cerebrovascular. Accident. Nhấn dần đầu. Accident. Typhoid. Hypertension. And dental caries. Travel sickness. Physician and doctor, right? Cherry rum, huh? Cái bệnh này hôm qua có người gửi cho Tiểu My chứ Tiểu My ở bên này ít có ai bị tai biến mạch máu não gì đó. Nên Tiểu My không biết bệnh này. Có người gửi cho Tiểu My á. Hemorrhoid. Cerebrovascular. Okay. Chicken box. Tuberculosis,
cerebrovascular accident, right? Typhoid, hemorrhoid, hypertension. Hypertension. Shun chứ không phải là sần nha các anh chị. Shun này nè, okay? Shun. And then the caries. Travel sickness. Physician. Okay, ba lần rồi phải không? Ok, Tiếm Hy sẽ trả lời sau nha. Giờ các anh chị gọi vô cho Tiếm Hy đi, please. It's at least three people. Ok, Andy Tiger. Đợi Tiếm Hy check cái này một lần nữa nha. Tuberculosis thì phải. Tuberculosis. Cái này là khó đọc nhất, để Timmy phiên âm ra cho các anh chị nha. Tuberculosis. Cái bệnh này. Tuberculosis. Let me stretch on the tuberculosis. Tuberculosis. Yeah, nhấn này chỗ này. Tuberculosis. Rồi, các anh chị gọi vô cho Timmy đi, please. Đây là cách phát âm của từ điển tiếng Mỹ, tiếng Anh nha các anh chị. Nó là dictionary.com. Đọc lại lần nữa hả? Okay then. Chicken box. Box. Chữ P bạn chạm môi, box. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. Từ điển gì hả? Từ điển nó là rất là simple. Dictionary.com. Thì mình pause anh nhỉ. Wait a minute. Let me okay, dictionary.reference.com. Chắc Tiếm Hy không có post ra ngoài room được đâu, mấy cái link á. Nó là từ điển này nè. Ok. To and get to brain, in other words, your brain lack blood, then you might suffer CAV. Có nghĩa là nếu mà máu nó không có thể mà nó chảy suốt qua cái ốc của mình á, thì cái ốc của mình nó không có đủ máu, phải không? Thành ra mình sẽ bị cái tai biến mạch máu não, phải không? À, người đẹp Nalor, right? Dạ, yeah, đại khái dịch như vậy đó. Ok, rồi. What is? Quảng cáo gì vậy? McDonald's. Quảng cáo McDonald's. Tắt cho rồi đi. Ok rồi, các anh chị gọi vô đọc đi please.
não, hoàng não hả? Và nhiều khi các anh chị nói những cái chữ tiếng Việt rất là phong phú, Tiểu My không hiểu nổi. Không hiểu nổi tới. Ok, nào các anh chị gọi vô cho Tiểu My đi, please. Chicken box, tuberculosis, kilosis, cerebrovascular accident luôn, typhoid, hemorrhoid, hypertension, dental caries, travel sickness, physician and doctor. Cái này hơi dễ đọc phải không các anh chị? Hemorrhoid. A-E. Ok, các anh chị gọi vô đi please. Sợ hả? Sợ. Taku, Taku, Taku. Are you still there? Okay, could you read this please? Chicken pox. Pox, pox. Đừng có đọc nặng pox nha, pox. Yeah. Anh bậm chặt môi lên pox. Chicken pox. Right. Actually nó là âm kê đó, pox. Okay. Yeah. Chicken pox. Tuberculosis. No. Tuberculosis. Culosis. Hồi nãy có phát. Yeah, culosis. Right. Let me tuberculosis. Tuberculosis. Dạ, tôi để được chưa cô? Yeah, được rồi. Để Timmy âm ra, phiên âm ra cho các anh chị. Tuberculosis. Tuberculosis. That's right. Cerebrovascular. Yes, cerebrovascular. 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 That's right. Typhoid. No, typhoid. Phổi chứ không phải bót nha, typhoid. Typhoid. Yeah, typhoid. Typhoid. Uh-huh. Hemorrhoid. No, straight on the first one. Hemorrhoid. Hemorrhoid. That's right, hemorrhoid. Go on, please. Hypertension. Yeah. Hypertension. Hypertension. Anh chị thấy nhấn dần 3 thì nhấn dần nhất. Hypertension. Hypertension. Yeah. Hypertension. Hypertension. Dental caries. No, caries. Caries. Yeah, không phải caries nha. Caries. Yeah. Dental caries. Travel sickness. Good. Physician. Good. Physician. Physician. Đọc được chữ chu thì sẽ đọc được chữ this. Okay. Zoo, this. Zoo, this. Physician. Physician. That's right. Có đọc lại. And last one. You missed last one. Doctor. Yeah, doctor. Doctor. Right. Next one. I mean, start over, please. Yeah. Chicken pox. Tuberculosis. Right. Tuberculosis. I'm sorry. Go on, please. Yeah. Cerebrovascular. Wait. Where is it? Yes. Cerebrovascular. Cerebrovascular. Typhoid. You missed one. You skip. Cerebrovascular accident. Yeah, accident. Accident. Cerebrovascular accident. Typhoid. Nhấn cái dần thứ hai. Dạ, nhấn dần thứ nhất nha. Typhoid. Typhoid.
Typhoid. Typhoid. Hemorrhoid. Yeah, hemorrhoid. Hemorrhoid. Hypotension. Hypotension. That's right. Nhấn dần đầu, nhấn dần ba. Hypotension. Hypotension. Dental caries. Dental caries. Good. Child sickness. Good. Physician. Yeah. Physician. Physician. Zoo-zis. Yeah, zoo-zis. Listen. Okay, one more time, please. I mean, last time. Doctor. Doctor. Yeah, doctor. Doctor. Okay, start over one more time, please. Yeah. Chicken pox. Pox. Không có đọc, 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 đọc nghĩa nha. Pox. Mà bấm môi là pox, chứ không phải box nha. Yeah. Chicken pox. Đã có được chưa? Dạ được rồi. Yeah. Chicken pox. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. No. Cerebrovascular. No, đâu có nhấn chỗ killer đâu. Where is it? Tuberculosis. Nhấn chỗ losses chứ phải đâu nhấn chỗ kill đâu. Đúng không? Yeah, yeah. Tuberculosis. Tuberculosis. Right. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. Rovascular, không có rovascular nha. Không có nhấn dấu chỗ chữ kill. Cerebrovascular. Cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Good. Hypotension. Yeah, good. Dental caries. Không phải carie. Carie là nhấn dừng hai rồi. Caries. Caries. Yeah, carie. Yeah. Chứ không phải caries. Carie. Dental caries. Uh-huh. Child sickness. Physician. Doctor. Okay, that's good enough. And thank you very much. Yeah, cảm ơn. Okay, next one, angry. I mean, angry tiger. Are you there? Yes, I'm here. Yeah, yeah. I'm here. Could you read this, please? Yeah. Chicken pox. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. Accident, chứ phải accident nha. Accident. Yeah, cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Hypertension. Dental caries. Child sickness. Physical. No. Doctor. Physician. 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 No. Physician. Yeah, physician. Physician. Yeah, physician. Chữ Z. Yeah. Physician. Okay, anh thấy đó mình đọc là anh gì có anh đọc là anh S nữa rồi. Physician. Chữ 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 Physician. Đọc thành chữ. Yeah, đọc thành chữ S. I mean S H. S. Uh-huh. Yeah. Oh. Anh hỏi là cái chữ mà nó nằm giữa cái chữ nó nằm sao chứ con? Chữ gì?
ở chỗ chữ physician thì viết physician hay là shen, mình đọc ra anh cách shen shen ở chỗ này anh okay. Không biết nó đọc là anh như thế này hay là nó đọc sai. Để Timmy phiên âm ra nha. S H physician. Physician. Yeah, shen. Physician. Muốn đọc được cái chữ S H thì mình phải chu cái miệng ra, phải chu cái miệng ra và cong cái lưỡi ở phía trong lên, mình mới đọc chữ shen. Yeah. Physician. Yeah. Giống như cái này mình đọc là she, chu miệng cong she. Lưỡi she. She. Không phải she nha, she. She. That's right. And cái she. Cái thứ hai mình đọc thành chữ x tiếng Việt. She. Yeah. She sees. She. That's see. Right. Yeah, đọc hai cái nó khác nha chứ không phải là she see nha. She sees. Okay. Thành ra physician, shen, chu miệng cong lưỡi, shen. Physician. That's right. Okay, yeah, start over please. One more time. Chicken pox. Tuberculosis. Tuberculosis. Yeah, culosis. Sit, chứ không phải shit nha, sit. Cái âm X luôn. Tuberculosis. Không phải sit. Yeah, culosis. Âm S chứ không phải âm Z nha. Culosis. Tuberculosis. Right. Cerebrovascular accident. Yeah. Typhoid, hemorrhoid, hypertension, dental caries, travel sickness, physician, doctor. Cái này đọc làm sao? Hypertension hay là hypertension? Hypertension. Yeah, shun, S-H, right? Shun, okay? Shun. Yeah, hypertension. Cô nghe cô xì nãy giờ hấp hơi của cô, tại không biết cái micro nó xa hay sao chứ. Bây giờ thở là khó luôn đó. Nãy giờ chu miệng, chu miệng có... chu miệng thở, thổi hơi, hấp hơi luôn. Nãy giờ chu miệng, giờ cái mỏ nhọn quá. Giờ cái mỏ nhọn quá rồi phải không? Yeah. I'm sorry, Dan. Tại cái mic của anh để sao á. Okay. Đọc lại không? Yeah. Last time, please. Chicken pox. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Hypertension, dental caries, travel sickness, physician. Không phải physician, yeah. Không phải physician. Physician. Not the zoozis. Zoozis. Yeah. Nhớ nha, zoozis, physician. Physician. Right, okay. My nickname in Sky is Timmy 7. You can see it on the banner, please. Okay, doctor. Một... Yeah, doctor. Yeah. Một cái chữ mà nó dài như gì nè. Mình đọc khó phải không các anh chị? Thì mình phải ngắt nó ra. Sorry, stop. Robust, stop, killer. Nó dễ đọc hơn phải không các anh chị? Cerebrovascular. Phải không? Thay vì mình nhấp cerebrovascular, nó khó thì mình nhắc nó ra. Đâu có ai
Đâu có ai cấm mình nhắc đâu. Cerebrovascular. Thấy không? Could you repeat that please? Yeah. Chicken pox. Tuberculosis. Yeah, ở đây mình cũng nhắc đó là tuberculosis. Đây mình nhắc làm hai thôi. Right, tuberculosis. Yeah, nó dễ đọc hơn. Cerebrovascular. Yeah, cerebrovascular. Cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Yeah, hemorrhoid. Hemorrhoid. Yeah. Hypertension. Yeah, hypertension. Hypertension. Dental. Caries. Travel sickness. Physician. Physical. giống như lý quá quá học vậy đó. Physical. Physician. 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 Yeah, cắn hai cái răng lại. Mình đọc chữ physician. Right, zoozis. Zoozis. Yeah, physician. 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 Shen. Okay. Physician. Physician. Okay, that's right. Doctor. Good. Okay, that's good enough. Các anh chị khác không dám giơ tay đọc hả? You are so chicken to me. Dạ, em gọi vô đi em. Cảm ơn tầng xuống. Yeah, you are very welcome. Gọi vô đi em Minh Oanh. Ngại lắm hả? Các anh chị phải đọc mình mới biết coi mình đọc đúng hay sai. Nhiều khi mình nghe, mình hiểu, mình biết ồ nhấn chỗ đó, đó. Nhưng mà các anh chị không gọi vô thì làm sao các anh chị biết đúng hay sai? Phải không? Yeah, 27. And hurry up, các anh chị. Okay, meanwhile, I got you. Yeah, em chào cô. Okay, chào meanwhile nha. Could you read this, please? Yeah. Chicken box. Không phải box chicken nha. Chicken box. Box. Bấm chặt môi. Yeah. Chicken box. Tuberculosis. Good. Cerebrovascular accident. Good. Typhoid. Hemorrhoid. Very good. Hypertension. Very good. Dental caries. Good. Travel sickness. Sickness. Physician. Sickness. Chứ không phải sickness. Yeah. Sickness. S. Ness. Travel sickness. That's right. Visit. No. Physician. No. Physician. No. Straight on the second one. Physician. Physician. Yeah. Physician, doctor. That's right. Đọc là cái physician. Physician. Yeah, nhấn cái dần thứ hai kìa. Physician. Physician. Now start over, please. Chicken pox. Tuberculosis. Không phải pox, không phải pox mà là pox. Chicken box. Pox. Ox á, ox chứ không phải ox nha. Ox. Chicken pox. Chicken pox. That's right. Chicken pox. Tuberculosis. Very good. Cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Phôi chứ không phải là phôi nha. Phôi. Có âm H ở trong đó. Typhoid. Phôid. Yeah, chứ không phải typhoid. That's right, chứ không phải phôi nha. Yeah. Typhoid. Hemorrhoid. Hypertension. Ten chứ không phải ten nha. Tense. Đọc thành TH đó. Hypertension chứ không phải tension. Yeah. Hypertension.
hypertension, dental caries, travel sickness, physician, doctor. 12. Có âm V nha, 12 chứ không phải là tre nha. 12. 12. Yeah, travel. Travel sickness. Âm V là phụ thành ra mình phải đọc nó hai lần. Travel. Right? Travel. Yeah. Okay, last. Travel. Yeah. Yeah. Chicken poxes. Không phải poxes nha, chicken. Thật sự nó là âm K ở phía sau, chicken pox. Pork. Yeah. Chicken pox. Đúng không cô? Yes. Chicken pox. Tuberculosis. Cerebrovascular accident. Typhoid. Hemorrhoid. Hypertension. Dental caries. Travel sickness. Physician, doctor. Physician, zisen, zu zis, physician. Không phải phần. Right. Yeah. Physician, doctor. Cái này là chis nè. Okay. I'm sorry. Cái này là chis nè. Còn cái này là zis nè. Okay. Cái này là zis nè. Yeah, physician. Không có. Đọc chữ zu this. Zu zit. Còn cái kia là chish. Zu zit. Physician. Physician. Cái này là chish. Okay. Còn cái kia là zis. Một cái là âm z, còn một cái là âm z. Âm j đó, âm j đó. Chish. Còn kia là this, okay? Yeah, physician, doctor. Yeah, physician, this, chứ không phải là this nha. Một cái cong, một cái cong lưỡi, còn một cái là nghiến răng, this. Nghiến răng mà không có cong lưỡi, cái lưỡi nó thẳng this. Còn một cái là this, là cong lưỡi lên. Yeah, physician, physician, doctor. Right. Yeah. Okay, last time D. I'd like to hear one more time. Okay. Chicken pox, tuberculosis, cerebrovascular accident, typhoid, hemorrhoid, hypertension, dental caries, travel sickness, physician, doctor. Physician. Nghiến răng chặt cái lưỡi thẳng ra. This. Yeah. Chứ không có cong cái lưỡi. This. Yeah. Physician, doctor. Uh-huh. Còn chish kia thì mình phải cong cái lưỡi chish. Ok, một hai cái nó khác. Hold on. Yeah, okay, that's, that's good enough. Cái gì Minh Ngoan chỉ Minh Ngoan chỉ có trouble on physician chứ không phải là physician nha, không phải physician mà là physician. Okay, next one will be okay. Thank you very much, Minh Ngoan. Next, you're very welcome. Hi teacher. Next one will be Tatoitu, huh? Tatoitu. Do you hear me? Yeah, are you Tatoitu? Help. Help. Tatoitu sounds a lot right. How you say it? How you pronounce it? Tatoitu, huh? Tatoitu sounds a lot. Ah, Tatoitu, huh? Wow. Yes. Tatoitu. I come from. From what? Indonesia? No, Vietnam. Sao quả là gì? Sao quả là gì? Sao quả là the mark. Hả? The mark, right? Mark? Really? Mark.
Thì là tới từ nguyên hành tinh hả? Hả? So, you are an alien, right? I don't know exactly. Are you an alien? Hả? Tới từ người hành tinh hả? À, tới từ sao quả hay ha. Okay, could you read this, please? What do we learn? Okay, we try to read these words properly. Name words. Đó, pause ở ngoài room rồi đó. So you don't know what going on. In a pharmacy. Your pharmacies trong đó. Pharmacies. No, this is the chest alignment. Đây là những cái bệnh. Đây là những cái bệnh. Yeah. Uh-huh, những cái bệnh. Và nói chuyện là những cái bệnh của. Bây giờ cái phần tập đọc trước, rồi sau đó mình sẽ okay. Mình sẽ bị bệnh rồi mình đi bác sĩ, mình nói với ông bác sĩ mình bệnh gì. Đại khái là mình biết mình bệnh gì để mình gọi bác sĩ nào cho nó đúng. Ví dụ mình bị mình có bầu, mình đâu có thể gọi bác sĩ về tâm thần được, phải không? Khái như vậy. Đại khái như vậy. Okay. Now could you read this please? Chicken box. Box. Chứ không phải box nha, box. Box. Uh-huh. Chicken box. Right? Yes, go on please. If I don't say anything, that means you will know, right? Thank you. Tuberculosis. Right? Tuberculosis. That's right. Just go on, okay? If you say something wrong, I will correct you right away, okay? This was very difficult. What? Very difficult. Very difficult? No. Difficult. Yeah, no, difficult. Not difficult. I'm so sorry. It's okay. Everybody makes mistakes. No one will fix, right? I don't know. Cerebrovascular. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Could you repeat a few more time, please? A cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular. Go on, please. And typhoid. Mm-hmm. Right? Right. Go on. Just go on. Hemorrhoid. Những chừng đầu. Hemorrhoid. Với cái âm H là bỏ, cô âm câm hả? Đâu có câm đâu, mình đọc rõ ràng mà. Hammer, mình đâu có đọc là em đâu. Mình đâu có đọc là em rồi đâu, mình đọc là hemorrhoid. Hemorrhoid, cái âm H ở cái âm cuối của mà câu hoi. Hemorrhoid, yeah. Okay, yeah. Cái âm H ở đó là âm câm rồi cô. Đúng rồi, mình không có đọc là hemorrhoid. Okay, mình đọc là hemorrhoid. Yes, hemorrhoid. Dạ, không có đọc là hồ rồi nha. No. Cái âm O nó đi trước nữa. Hemorrhoid. Hypertension. Hypertension.
hypertension. Dạ, cái chỗ đó mình đọc là hypertension. Hypertension. Đọc là đọc nữa. Khi mà mình sửa là mình phải đọc liền tại chỗ ít nhất là 5 lần. Hypertension. Nữa. Hypertension. 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 Yeah, mình cứ lặp đi lặp lại như vậy, lần sau mình không có đọc sai được, right? Okay, go on, yeah. Please. Go on, please. Dental caries. What? Dental. Dental, oh, is that right? Dental caries. Yeah, dental là về răng á, dental. Dental, dentist. Dental, dentist, right. Yeah, dental. Dental không phải là nha sĩ nha, dental là adjective, là nói về răng á, còn nha sĩ là dentist. Tooth. Okay. Go on, please. Dental caries, dental caries, dental caries, caries, dental caries. Dental caries. Travel sickness, travel sickness. Sickness. Không phải sickness nha, yeah. Sickness. Sickness. Yeah, ness. Đọc S, S, ness. Okay, S, ness. Chứ không phải ness nha. Yes, thank you. Sickness. 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 Sự ngắn hay sự dài cô? Ness. Đừng có hỏi chữ mi dài hay ngắn nha. Ness. 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 Yeah. Sickness. Sickness. Go on. Physician. What? Physician. 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 No, Nhấn dần thứ hai. Physician. 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 Yeah, physician. This. Physician. Yeah, mình nghiến cái răng. This physician. Physician. That's right. Physician. Physician. Right? Right. And go doctor. On. Doctor. Không phải doctor, mà là doctor. Doctor. Đọc chạy ra, không có đọc nặng quá. Okay, start over, please. What else? Start over. Thank you. Bắt đầu. No, not yet. You have to read two more times, please. Repeat again. Yeah, start over có nghĩa là trở lại từ đầu. Over, trở lại từ đầu. Start over, trở lại từ đầu, rồi đọc hết luôn. You can say repeat all. Repeat what? Repeat the whole thing, right? Yeah, all, thank you. Hit can box. What? You know box. That's the Smith, Miss Spring, okay? I don't remember. That's his Miss Spring. Miss Spring có nghĩa là đánh gõ sót á. Đâu, Miss Spring nó khác với lại Miss gì? Miss Spring. Miss spell là Miss Spring là gõ sót, còn Miss spell là viết sai. Viết sai có nghĩa là mình không biết mình viết chính tả sai đó. Okay, Miss spell. Yes. Còn right. he Miss Spring. Okay. Miss Spring là he biết mà he chỉ đánh sót thôi. Okay. Now you. Miss Spring. Now could you repeat that please? Chicken. Okay. Chicken. Fox. Right. Chicken. Chicken. Fox. Okay. Chicken fox. Miss Spring. Chicken fox. Chicken pox. And go on. Tuberculosis. 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 Culosis. Tuberculosis. Glosis. Tuberculosis. Yeah. Không phải culosis. Yeah, culosis. Culosis. Tuberculosis. Tuberculosis, 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 tuberculosis.
Okay, that's enough. And go on, please. And cerebrovascular. Seri. Seri. Yeah. Seri. Chứ không phải Seri. Care. Yeah, Seri. Yeah. Cerebrovascular. Provascular. Provascular. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Typhoid. 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 Hemorrhoid. 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 Hypertension. 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 Nhấn dần đầu, nhấn dần thứ ba. Hypertension. Hypertension. Right. Hypertension. Hypertension. Dental caries. Dental caries. Travel sickness. Travel sickness. 12. 12 chứ không phải là tre nha. 12. Có âm V ở trong đó. 12. Yeah, 12. 12. The now. Travel sickness. Travel sickness. Right? Yes, please. Go on. Fried chicken. Sao đọc giống như fried chicken bụng rồi hả? Muốn ăn gà chiên hả? Fried chicken. Yeah, you say that. Fried chicken. You really? Yeah, I heard that. Fried chicken. You đọc như vậy đó. Okay. Yeah, fried chicken. Thì đây sao? Thì đây sao gặp ông bác sĩ nó fried chicken. I would like to make appointment to see fried chicken. Sorry. Yeah, that's what you sound. Fried chicken. Nữa cũng cứ đọc. Oh, fried chicken. Yes, that right. Fried chicken. Right? Có nghĩa là fried chicken mà tại đọc ngọng đúng không? Thành ra đọc là fried chicken. Fried chicken. Listen, please. Physician. 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 Cắn cái răng lại. Physician. That's right. Physician. Right. Zuzit. Physician. Physician. Yeah. That's right. Physician. Mm-hmm. Doctor. Right. Doctor. Yes. Do you want to repeat one more time the whole thing? Report. Or what? Sorry, what did you say? Muốn đọc lại một lần nữa không? Đọc hết lại một lần nữa không? Hả? Oh. Yeah, so go on please. Go ahead. I want it. Chicken pox. Chicken pox. Tuberculosis. Yeah, tuberculosis. Tuberculosis. Provascular. Right? Yes. Go on. I don't say anything. That means you right. You sound right to me. Cerebrovascular accident. Typhoid. 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 Hemorrhoid. 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 Mm-hmm. Hemorrhoid. Right. Hemorrhoid. 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 Hypertension. No, hype. Hyper. Hype. Yeah, hypertension. Why hype? Yes.
Hypertension. 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 No, hypertension. Hypertension. That's right. Hypertension. Hypertension. Detail carries. Cái gì mà detail đây? Dental. Carefully, honey. Dental carries. Uh-huh. And travel sickness. Sickness. Chứ không phải sickness nha. Sickness. Sickness. Yeah. Travel sickness. Travel sickness. Travel sickness. Chicken. fried chicken. Fried chicken. Lặp lại cái chữ này 10 lần please tại chỗ luôn. Physician, physician. Physician. Đó. Physician. Nữa. Physician. Nữa. Physician. Nữa. Physician. Nữa. Physician. Nữa. Physician. Nữa. Physician. Today I need physician. Physician. Right. I would like to see physician. A physician. Okay? Yes, physician. 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 What is physician? Bác sĩ à? Nó cũng là bác sĩ luôn, doctor cũng là bác sĩ luôn. Thường thường đó mình nếu mà doctor là nói chung chung, còn thường thường là mình nói physician, ok? Physician, cái này không chia là anh Mỹ hả cô? Không. Physician, the same doctor. Yeah, nó cũng là doctor. Okay, now, and that's good enough, and thank you very much. Thank you, teacher. Have a good night. Ta tới từ sao quả. Yes, ta tới từ sao quả. I come from the mom. You're right. I guess I come back home now. Okay, now next one. See. Mình còn two calls. Thank you. See you later. Yes, see you later. Right. Okay, now. Goodbye. Gamma post dùm cái này cho Tiến My nha, please. Where is he? Thế mình còn hai đoạn nữa nha các anh chị. Ráng đọc cho hết bữa nay nha. Thì các anh chị đợi chút xíu. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 10 bệnh nữa. Ok, bây giờ mình qua tới bác sĩ nha các anh chị. Mình phải biết bác sĩ nào gọi là làm sao, gọi là cái gì. Đấy. Ok. Cái bài đó mất tiêu rồi. Yeah, that's right here. Okay, chị My sẽ trả lời sau giờ học thêm nha. Okay, bắt đầu nha. Oral. Anh chị thấy cái âm O phải kéo dài nha. Oral. Okay, oral. Chứ không phải oral nha. Oral. Hygienist. Hygienist. Hay là hygienist cũng được. Hygienist. Dentist. Dentist. Attendant. Attendant. Ologist. Cái âm chi á, nó khác cái âm Z nha các anh chị. Hồi nãy là this. Physician. Chứ không phải physician. Anh chị thấy không? Cái âm chi đó mình phải cong lưỡi lên mình mới đọc được. Thì còn cái âm Z đó mình chỉ thẳng cái lưỡi ra thôi. This. Thẳng lưỡi ra. Còn cái này là this. Cong lưỡi lên. Ologist. Okay, ologist, nurse, âm O phải không, kéo dài ra nurse, chứ không phải nực nực nha, right? Thế chị đừng cất PM nữa, please.
đâu rồi ta? Yeah, nose. Cardiologist. Cardiologist. Mình nhấn cái âm cardiologist. Mình đóng PM lại mới được. Sorry các anh chị. Anh chị PM nhiều quá thì mình sẽ bị stop đó. Sẽ bị freeze bây giờ, froze bây giờ đó. Ok, cardiologist. Dermatologist. Dermatologist. Chắc thì mình phải phiên âm mấy cái này mới dễ đọc. Mấy này khó đọc phải không các anh chị? Dermatologist. Psychiatrist. Okay, next one. Gynecologist. And plastic surgeon. Psychiatrist. Phải không Brian, muốn chữ này phải không? Psychiatrist là gì? Là bệnh tâm thần. Bố Brian bị tâm thần. chỉ cần bác sĩ này thôi. Psychiatrist, ok. Giờ đọc lại nào. Oral hygienist. Dentist. Attendant, ologist, nurse, cardiologist. Những cái chỗ chữ ologist, thologist, cardiologist. Các anh chị thấy không? Ba cái bác sĩ kế tiếp ấy, mình nhấn ngay chỗ chữ O đó. Cardiologist, dermatologist, gynecologist. Các anh chị thấy không? O, tho, and car. Right? And plastic surgeon, psychiatrist. Okay, một lần nữa nha. Oral hygienist, hay là hygienist cũng được. Okay. Dentist, attendant. Ologist, nurse, cardiologist, dermatologist, gynecologist, cardiologist, and plastic surgeon. Surgeon, psychiatrist. Các anh chị thấy nhấn dừng hai thì nhấn dừng tư psychiatrist. Okay. Ai mà ồn quá vậy ta? Chắc tha khu là thủ phạm quá. Yeah, tha khu là thủ phạm. Sorry, tiểu mi phải cut you off, okay? Rồi, một lần nữa nha. Oral hygienist. Đâu có tắt đâu, tiểu mi cut you off, then we have peace, right? Một lần nữa nha. Oral hygienist, dentist, attendant, ologist, nurse, cardiologist,
cardiologist, nhấn dần cái chỗ o lo ho tho gì đó, right? Ologist, dermatologist, không có khó, các anh chị cắt nó ra. Thí dụ như cái này, cardiologist, mình ngừng, okay? Cardiologist, chị ngừng rồi mới đọc tiếp. Hay là cái này, mình ngừng để mình lấy giọng mình lên, phải không? Dermatologist, dermatologist, các chị ngừng rồi lấy giọng lên, right? Hay là cái này rất là dễ, các chị coi như là mình đọc hai chữ một lần vậy đó. Cái này mình sẽ cắt nó ra luôn. Okay. Gynecologist, right? Cardiologist, dermatologist, gynecologist. Anh chị thấy dễ chưa? Thấy dễ rồi phải không? Hello, hi anh. Anh chị thấy dễ chưa? Giống như là mình đọc hai chữ at a time vậy đó. Hai chữ một lần. Cardiologist, thay vì một chữ mình làm ra hai chữ. Dermatologist, gynecologist, right? Thấy dễ chưa? Say yes please. Please. Yes, cảm ơn. Thấy không? Rất là dễ, right? Okay, rồi tiếp tục nào. Plastic surgeon, surgeon. Chữ S đó, thường thường mình đọc thành chữ S tiếng Việt thì nó đọc dễ hơn các anh chị. Surgeon, right? Surgeon. Psychiatrist cũng vậy. Cái này mình cắt nó ra. Chữ CH đọc thành chữ K, phải không các anh chị? Psychiatrist, mình nhấn cái dần thứ hai. Psychiatrist. Okay. Chia ra làm hai, psychiatrist. Ok, lần chót nha. Oral hygienist, hygienist. Dentist, attendant. Ologist, nurse. Kéo dài cái âm O phía sau. Nurse, chứ không phải nực nực nha. Nurse. Cardiologist, cardiologist. Dermatologist, dermatologist. Gynecologist, plastic surgeon. Psychiatrist, psychiatrist. Okay. Rồi bây giờ các anh chị gọi vô đi please. And if three people are less, call me in Skype. Bác sĩ tiêm, bác sĩ về da, bác sĩ về bệnh phụ nữ. Các anh chị gọi vô đi please. Ok, Tiêu Trần, Thật Khu. Ok, Tiêu Trần, you the first one. Who did this for me, please? Yes. Okay, teacher, I mean, who first? I think teacher, right? Yes. Mean, okay, could you read this, please? We haven't heard you yet. Oral hygienist. Hygienist. Yeah, hygienist. Hay là hygienist cũng được. Yeah, oral hygienist.
dentist, attendant, allergist, nurse, cardiologist. Cái phải O nha. Cardiologist. Cardiologist. Nhấn cái chữ O chứ không phải nhấn cái chữ a lơ nha, không phải allergist nha. Allergist. Yeah. Cardiologist. Dermatologist. Gynecologist. Plastic. Plastic surgeon. Psychiatrist. Yeah. Psychiatrist. That's right. Okay, mình đọc từ từ nè. Is, I'm sorry. Is, right? Right, risk. Right, risk. Okay, mình đọc từ từ như vậy đó. Is, risk. And trist là thêm cái kiểu T ở phía sau. Is, ris, tris, and trist. Psychiatrist. Không có chữ S phía sau nha các anh chị, sorry. Psychiatrist. Psychiatrist. Trist, chứ không phải trick nha, không phải trick mà là trist. Trist. Right. Không có cái chữ S phía sau nha các anh chị. Okay, could you start over please? Oral hygienist, dentist, attendant, allergist, nurse, Oral hygienist, dentist, hygienist. Không phải hygienist. Mình xuống giọng rồi mình lên nó mới dễ. Oral hygienist. Yeah.
oral hygienist. That's right. Thường thường dấu quyền đi chung với dấu sắc thì đọc nó rõ hơn. Hygienist giống như là mình nhấn âm đầu rồi, không phải hygienist mà là hygienist. Hygienist. That's right. Dentist. Attendant. Allergist. Nurse. Cardiologist. No. Allergist. Không phải allergist. Allergist. Cardiologist. Yeah, nhấn cái chữ O đó. Allergist. Yeah. Dermatologist. That's right. Technicologist. No. Gynae. Gynae. Uh-huh. Gynecologist. Gynae. Yeah. Gynecologist. Plastic surgeon. Okay, wait a minute. Let me show you some. Psychiatrist. Nhấn cái dần thứ hai. Psychiatrist. Okay, that's right. Okay, let me show you something. Ba cái âm này á, đọc giống nhau. Psy, chi, and gyne. Gyne, đúng không? Psy, yeah. Chi, and gyne. Giống như cái chữ, giống như cái chữ gynecologist. Okay, gynecologist. Gynecologist. Tại vì okay, đợi. Gynecologist. Yeah, gynecologist. Okay, wait. Gynecologist. Đâu mất tiêu cái chữ đó rồi. Yeah. Cái hygienist. Đâu mất tiêu cái âm đó rồi. Gynecologist. Dermatologist. Cardiologist. Allergist. Đâu mất tiêu rồi ta. Yeah, giống như cái âm cái chữ này. Okay. Cái chữ này nó sẽ phát âm như vậy. Psychiatrist. Cái này nó sẽ phát âm như vậy. Okay. Psy. Oh, sorry. Psy. Chi. Đúng không? Psy. Chi. Còn cái chữ gyne. Psy. Chi. Gyne. Phải không? Gyne. 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 Gynae. Cái chữ này nó phát âm là như gì? Psychiatrist. Okay, Psy, Chi, Gyne. Thấy không? Thấy ba chữ đó viết giống nhau không? Psy, Chi, Gyne. Right? Thấy không? Phải không Thiên Trần? Thấy ba chữ đó phiên âm giống nhau không? Chỉ có khác cái chữ phía trước thôi. Psy,
khỏi gói, right? So mình sẽ đọc psychiatrist and gynecologist. Đó không? Psychiatrist. Thấy ba cái chữ đó không? Yeah. Đó mình đã sẽ đọc đây là gynecologist. Okay, gynecologist. Gynecologist. Không phải gyne mà là gyne, gyne. Gyne. Gyne, gyne. Giống như gọi là gyne. Gyne. Cái âm y đó đọc thành âm i, gyne. Okay, gyne. Yeah, gyne. Gyne. Không phải gyne mà là gyne. 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 Gai, gai, gai ai đó giống như dạ tiêu bình minh mới post ở gai. Sai, kai and gai. Không, sai ba cái phiên âm nó giống nhau. Nó khác cái âm đầu thôi. Psychiatrist, gynecologist. Okay. Rồi, could you repeat one more time the whole thing please? Yes. Oral hygienist, dentist, attendant, ologist, nurse, cardiologist, dermatologist. Gynecologist. Plastic surgeon. Psychiatrist. That's right. Okay, that's good enough. And thank you very much, Tuyến Trần. Thank you very much. See you later. Yeah. Okay, next one will be Thảo Con. Thảo Con, are you there? Yeah. Yeah, could you read this, yeah, please? Oral hygienist. Yeah. Dentist. Yeah. Attendant. Yeah. Allergist. No, không phải no. L, không phải L. Allergist. Allergist. R-L. Thành ra phải há miệng lớn rồi. Allergist. Yeah, chứ không phải L nha. Allergist. Yeah. Allergist, nurse, cardiologist, dermatologist, plastic surgeon. Psychiatrist. Again. Yeah, chữ CH bằng chữ K phải không? And chữ I mình đọc là chữ I tiếng Việt này, tiếng Mỹ phát âm ra tiếng Việt đó. So mình sẽ nói chữ là Kai, phải không nè? Chữ CH là chữ K đó, Kai. Ta hát đó tiếng Việt chứ, sorry. Yeah. Kai. Psychiatrist. Psychiatrist. Okay. Psychiatrist. Yeah. Start over, please. Hygienist. Nhấn dựng thứ hai. Oral hygienist. That's right. Hygienist. Dentist. Attendant. Allergist. Nurse. Cardiologist. Dermatologist. Gynecologist. Plastic surgeon. No, wait. Plastic.
Blastis, chứ không phải blectis nha. Blastis. Blastic surgeon, psychiatrist. That's right. Okay, one more time, please. I mean, last time. Oral hygienist, dentist, attendant, allergist, nurse, cardiologist, dermatologist, gynecologist, plastic surgeon, psychiatrist. Sơ chứ không phải là sơ nha, không phải là SH nha, mà là X á, surgeon. Surgeon. Chứ không phải là surgeon nha, surgeon. Yes. Còn cái oral hygienist chứ không phải hygienist. Không phải hygienist. You stress on the first one. You're supposed to stress on the second one then. Hygienist. Could you repeat that, please? Hygienist. Yeah, chứ không phải hygienist. Không phải hygienist nha. Yeah. Hygienist. Yeah. Could you repeat hygienist. That? Yeah, that's right. Okay, and that's good enough. And thank you very much. Yeah, thank you very much. Okay, thank you. Okay, next one will be Tia Bin Min. Tia Bin Min. Are you there? Yes. Hello, go. Okay, you're a little boy, right? A girl. Yeah, I can tell by your voice. I can tell it's you by your voice. Okay, now, could you read this, please, little boy? Yes. Oral hygienist. Yeah. Dentist. Yeah. Attendant. Yeah. Ologist. Yeah. Nurse. Cardiologist. Very good. And go on, dermatologist. Dermatologist, I think, right? Yes. Uh-huh. Dermatologist. Gynecologist. Plastic surgeon. Psychiatrist. Tris. Không phải Tris. Yeah, Tris. Kéo dài một chút xíu, Tris. Please. Psychiatrist. Right. Could you start over, please? Yes. Oral hygienist, attendant, ologist, nurse, cardiologist, dermatologist. The more, chứ phải the more nha, the more. Dermatologist. That's right. Gynecologist. Very good. Plastic surgeon. Psychiatrist. Okay. Listen to this one first. Let's see. Allergist. Kéo dài cái âm chest chút xíu nha, không phải là chest, không phải allergist, mà allergist. Kéo dài một chút xíu nha, please. Okay, one more time, little boys. The whole thing. Psychiatrist. Yeah. Now start over one more time. Oral hygienist. Mm-hmm. Dentist. Attendant. Ologist. Nurse. Cardiologist. Dermatologist. Gynecologist. Very good. Plastic surgeon, psychiatrist. Very, very good. And thank you very much. Bây giờ cái gì? I'm sorry. Go on, please. Go ahead. What thank you want to very much. Okay, you're very welcome then. Các anh chị thấy không? Những cái chữ dài bây giờ các anh chị đừng có sợ, mình cứ ngắt nó ra. Okay, mình ngắt nó ra, mình chia ra làm hai chữ, mình đọc nó separate nó. Cardi Ologist. Nó dễ hơn là mình nín thở mình đọc, phải không các anh chị? Nhiều khi mình nuốt chữ luôn. Okay, and that's it for that part. Okay, now we're going to move to the last part. Okay.
Okay, and we have, let's see, psychiatric, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, I got 7 more to go. Khi mình còn 7 cái ông bác sĩ cuối cùng nha, right? Let's see, bắt đầu nha. Optometrist. Let me. Yeah, optometrist. Optometrist. Emergency. Emergency doctor. Bác sĩ cấp cứu. Ok anh chị, bác sĩ cấp cứu. Emergency. Nhấn dần thứ hai. Còn optometrist cũng nhấn dần thứ hai luôn. Optometrist. Emergency. Veterinarian. Cái này đọc hơi khó nha. Mình cũng chia nó ra làm hai. Ok, let's see cái chữ đó. Veterinarian. Ok, để coi cắt. Veterinarian. 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 Cái chỗ nào mà nhấn á thì mình cắt ngang ngay cái chỗ đó. Veterinarian. Chị thấm rồi phải không? Tụi mình để chậm chậm cho các anh chị repeat đó. Veterinarian. Okay. Pediatrician. Pediatrician. Cái này mình cũng một cái âm dài phải không các anh chị? Thì mình cũng chia nó ra luôn. Cái chỗ nào mình nhấn nó, mình cắt ở phía trước đó. Pediatrician. Pediatrician. Nghĩa là nhấn cái âm trition. Right. Rồi cái kế. Urology. Urologist. Thường thường nhấn cái âm phía trước cái chữ logist. Okay, logist. Cho cái này mình sẽ cắt nó như vậy. No urologist. Cái này mình sẽ urologist. 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 Nghĩa là cái chỗ nào cắt thì phía sau nó nhấn liền. Urologist. Là bác sĩ nước tiểu. Còn cái radiologist mình đọc rồi, cái đó thì phải không? Cái phía trên hình như mình đọc cái này rồi mà. Radiologist. Let's see, phải không? Ồ, cái nãy là cardiologist. Chưa đọc cái này. Radiologist. Okay. Radiologist. Radiologist. Okay. ENT là gì các anh chị? Tai mũi họng. E là stand for ear. Mũi là nose. N stand for nose. Họng là throat. Right? Throat. So mình gọi nó là ENT specialist doctor. Khá như vậy. Bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng. Nói tắt như vậy đó. ENT specialist doctor. Okay. Rồi bây giờ mình lặp lại nha. Lặp lại lần nữa nha.
Optometrist. Optometrist. Emergency. Veterinarian. 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 Mình cắt nó ra. Okay. Pediatrician. 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 I mean pediatrician, chứ không phải body nha. Pediatrician. Urology. Urology. Đọc như vậy đó. Urology. Radiology. Radiology. Specialist. I'm sorry. ENT specialist. Doctor đó. Có thêm cái chữ physician hay là doctor phía sau. Okay. Okay, now one more time, please. Optometrist, emergency, emergency. Veterinarian, veterinarian. Các chị thấy cái chữ vet là thú vật đó. Thành ra veterinarian là bác sĩ thú y. Pediatrician, pediatrician. Urologist, urologist. And radiologist. Sorry, các anh chị. Cái này đó mà cái radio, cái radio tiếng Việt của mình đó, nếu mà nó tách rời ra thì mình sẽ nhấn cái dần thứ nhất radio, radio. Còn nếu mà nó để ở trong một cái chữ khác á, chữ dài đó, thì mình sẽ radiologist, radiologist. Okay. Bác sĩ về X-ray đó. ENT specialist doctor. Specialist là chuyên môn. Okay. Chuyên môn về cái ngành gì đó, về cái bệnh gì đó, gọi là specialist. Là bác sĩ chuyên môn. Phải như vậy. Okay, last one nha. Last time I meant. Optometrist. Emergency. Emergency. Veterinarian. Veterinarian. Pediatrician. Pediatrician. Mình cắt là pediatrician. Urologist. Radiologist. ENT specialist. Doctor. Did we miss cái doctor trong đó, hay là physician trong đó? Okay, bây giờ các anh chị gọi vô đi, please. And hurry up, các anh chị. We have only 25 minutes left for the last part. Chúng mình cần 3, at least 3 people. Angry Tiger, are you number one? Could you read this, please? Yes. Optometrist. Optometrist. Emergency doctors. Veterinarian. Narian. Veterinarian. Yeah, narian. Veterinarian. Pediatrician. Urologist. Pediatrician. Không phải PR nha. Yeah, pediatrician. Pediatrician. Urologist. Urologist. Sorry, go on, please. Radiologist. Radiologist. ENT specialist. ENT specialist. Yeah, E. E là ear. ENT specialist.
Yes. Okay, one more time, please. Optometric, emergency doctors. Emergency doctors. Veterinarian, pediatrician, urologist, radiologist. No, radiologist. Những cái ở chữ ologist. Radiologist. Radiologist. ENT specialist. One more time, please. I mean last one. I mean last time. Optometric. No. No. Optometrist. Optometrist. Right. Emergency doctors. Veterinarian. Pediatrician. Urologist. Radiologist. Specialist answer, ENT specialist. Okay, that's good enough. Okay, có người PM hỏi cái này, chia sẻ với các anh chị chút xíu. Chị, khi nào mình nói là you not, and khi nào mình nói là you want, có bắt buộc phải viết là you not hay là you want hả các anh chị hả? Yes, you not hay là you want, thật sự ra viết cách nào cũng được. Nhưng mà thường thường nếu mà viết trong một cái câu dài đó thì các anh chị nên viết là you want. Okay? Nếu mà viết trong một cái câu dài đó thì các anh chị nói ví dụ you want to come with her. Hay là you want to go with her. Will you? Trong một cái câu dài các anh chị có thể viết như vậy. Okay. Right? Nhưng mà với cái short answer thì mình nên viết rõ ra I will not. Okay. Will you? Will you want to go with her? Will you want to go with her? No. I will. No, I will not. I miss spring right there. Okay, trong một cái short answer đó, mình nên nói rõ ra cái chữ not cho người ta biết. Okay, MTB, H hiểu rồi phải không? Phải không? Trong một cái câu đó thì mình nên viết tắt được, okay? Được, right? Còn mà nếu mà mình muốn nhấn mạnh đó, thì mình nên nói rõ chữ not ra. Okay. Còn cái gì? Ý cứ tụi mình nói như vậy đó. Okay. You not. Okay. You not. Hay là you will not. Muốn viết tắt hay viết gì cũng được. Okay. You not cũng được. You're not. Okay, cũng được. Nhưng mà tại vì hồi nãy MT
BH hỏi Tiểu My về cái vấn đề mà want, okay? Want. Thấy không? Yeah, want. Okay? Yeah, you will not. You not. Trong một câu ngắn á, thì mình nói rõ cái chữ not ra thì dĩ nhiên là mình phải nói, đã not là ngắn rồi, mình đâu có cần phải viết tắt, mình viết rõ là you will not. No, I will not. Đừng có nói no, I'll not. Không được. Nó đã ngắn rồi, mình còn làm cho nó ngắn thêm nữa thì không có được. Okay, mình phải nói rõ ra I will not. Hay là he will not. Okay, mình không có nói là he'll not. Okay, nó đã quá ngắn rồi. Còn trong một cái câu dài thì mình có thể mình nói ngắn được. He won't. Okay, hay là I won't. Cái như vậy. Ok, rồi tiếp tục nha. À, bây giờ tới ai đọc nè? Angry Tiger. Angry Tiger. Could you repeat? I mean, could you read this, please? Yes. Optometrist. Emergency doctors. My man, Western Romanian. Pediatrician. Urologist, radiologist, ENT specialist. Very good. One more time, please. Optometrist. No. Optometrist. Optometrist. Nhấn chân thứ hai. Optometrist. Yeah. I see. Optometrist. Emergency doctors. Đâu phải nhấn giọng emergency, đừng nói emergency. Đọc đâu đâu có nhấn giọng chỗ nào đâu. Emergency đâu nhấn giọng emergency. Emergency. Yeah, khi mà mình stress mình phải stress cho nó rõ ràng ra. Emergency. Emergency. Doctors. Veterinarian. Yeah, veterinarian. Pediatrician. Yeah. Urologist. Radiologist. Yeah. ENT specialist. Spec chứ không phải spec nha, không phải spec mà là specs. Spec. Spec. Yeah, spec. Specialist. Specialist. Okay, one more time, please. I mean, last time. Optometrist. Emergency doctors, veterinarian, pediatrician, urologist, radiologist, ENT specialist. Okay, that's good enough, and thank you very much, Angry Tiger. Thank you. Okay, next one will be Linchy Cat. Linchy Cat. Cat, yeah. Cat. Will you read this, please? Yes. Optometrist, emergency doctors, veterinarian. Very good. Pediatrician. Very good. Urologist. Radiologist, ENT specialist. Very good. One more time, please. Start over. Optometrist, emergency doctors, veterinarian, pediatrician, urologist, radiologist, specialist, ENT specialist. Very good. Last time, please. Optometrist, emergency doctors, veterinarian, pediatrician, urologist, radiologist, ENT specialist. Okay. Urologist, yeah, urologist. Urologist. Okay. Right. Các anh chị còn có thấy còn thấy khó đọc nữa không? Dễ mà phải không? Phải không? Dạ. Và nhớ nha,
khi mà mình đọc được á, mình phải đọc đi đọc lại 20-30 lần luôn, thì lần sau mình không có còn sợ những cái chữ đó nữa. Ok, veterinarian. Yeah. Cái chữ mình thấy sợ mới vừa không biết mình đọc mình thấy khó phải không, nhưng mà mình đã đọc rồi, mình đọc mấy chục lần là lần sau mình đọc rất là dễ dàng phải không? Veterinarian. Yeah. Từ điển nó không biết, nhưng mà đó mình hiểu, mình biết cái bác sĩ gọi là gì thì mình có thể là mình Google nó để mình kiếm cái địa chỉ của những cái người bác sĩ này, thấy không? Yeah. Cái này nó áp dụng ở bên Việt Nam hơi không có familiar, nhưng mà ở bên Mỹ này cái này rất là cần. Nhiều khi mình muốn kiếm bác sĩ về về phụ khoa, ví dụ vợ mình có bầu, mình đâu có biết đi bác sĩ nào. Nếu mình muốn đi bác sĩ Mỹ, mình đâu có biết đi bác sĩ nào, thì mình sẽ lật cái điện thoại hay là mình Google nó, mình coi trong cái vùng của mình có bác sĩ nào về phụ khoa, nhãn khoa, thì mình lấy cái địa chỉ số điện thoại thôi, phải không? Yeah. Rồi, thành ra mình phải biết vợ mình bệnh, mình phải đi kiếm bác sĩ về phụ khoa, chứ không lẽ mình đi kiếm bác sĩ về về nước tiểu. Phải không? Hay là mình sao mình tiểu nó ra nước đỏ đỏ, nước đỏ đỏ vàng vàng, mình phải đi kiếm bác sĩ về nước tiểu, phải không? Là khái niệm vậy. Thành ra cái bài này nó rất là helpful, phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Rồi, cái bài hôm nay tới đây là chấm dứt. Các anh chị nào muốn có bài hôm nay thì các anh chị PM cho Tiểu My đi, 3 người thôi. Ok, 3 người thôi. Rồi Tiểu My sẽ gửi cho 3 người đó, rồi các anh chị PM cho 3 người đó sẽ gửi bài cho các anh chị. Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Thank you very much. Ai muốn có bài PM cho Angie Tiger là 1. Rồi, ai nữa? Ai muốn có bài PM cho Ming Wan là 2. Ok. Rồi, ai muốn có bài PM cho Hà Tùng Linh? Hà Tùng Linh là 3. Ok. Đó, các anh chị PM cho 3 anh chị đó. Hà Tùng Linh, Ming Wan và Angry Tiger. Sẽ post cho các anh chị nha. Lặp lại nào. Hà Tùng Linh, Ming Wan and Angry Tiger. Ok. Em cảm ơn cô nhiều. You're very welcome. And that's it for today. We didn't miss 10 minutes early nha các anh chị. Nghỉ sớm 10 phút hôm nay, ok? And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon. And chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Oh, bữa nay thứ mấy ta? Today is Tuesday. Yeah. Tuần sau á, mình sẽ trở vô cái room này thứ tư với thứ năm. Mình sẽ học cách đi bác sĩ, ok? Mình bệnh mình đi kiếm bác sĩ, rồi mình vô gặp ổng, mình nói gì rồi đại khái như vậy, ok? Right? Đồng ý không nha? Tuần sau nha. Nhưng mà trước khi học cái bài đó thì mình phải học tất cả những cái bệnh gì mà mình đã học hôm nay rồi đó. Chứ mình phải biết bác sĩ nào, ok? Nhức đầu nói là sao các anh chị? Vô gặp bác sĩ nói, what wrong with you? Whether it's hurt? Mình trả lời làm sao? Hả?